Năm 2022 khép lại, Thảo Vi Group bước sang tuổi 20 đột phá và đầy nhiệt huyết. Năm của những biến động, năm đánh dấu những bước đi vững vàng, chuẩn bị cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Thảo Vi Group trong các hoạt động phát triển hệ thống trên kế hoạch 5 năm tiếp theo. Thảo Vi Group, một năm nhìn lại. Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Làn sóng đại dịch COVID-19 bùng phát tại khu vực miền Nam, Thảo Vi Group cũng như những doanh nghiệp khác trên khắp cả nước đã phải chịu nhiều mối đe dọa về hoạt động kinh doanh và con người. Vẫn chưa dừng lại ở đó, đứng trước nền kinh tế suy thoái toàn cầu, suy thoái và lạm phát trở nên trầm trọng. Giữa năm 2022, giá xăng tăng lên liên tục làm cho sức ép giá các mặt hàng khác tăng theo. Sức mua của khách hàng chững lại, nhiều doanh nghiệp thậm chí phải đóng cửa. Điều đứng hơn, một số doanh nghiệp đói đơn hàng, hàng ngàn lao động mất việc làm. Bóng ma suy thoái kinh tế đang dần lớn, ngành làm đẹp cũng không thể không tránh khỏi những ảnh hưởng trên. Nhưng chúng ta không đứng im, khởi động với hàng chục chuyến công tác quốc tế, hàng trăm chuyến bay nghiên cứu về công nghệ mới, mang về những phát đồ và sản phẩm đột phá cho ngành làm đẹp Việt Nam, hàng chục buổi đào tạo online, offline cho hệ thống Mọc Liên Hoa và Ultra Sport. Bước đầu tiên trong kế hoạch phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Thảo Vi Group, với đội ngũ hơn 5.000 con người không ngừng nỗ lực, 5.000 con tim cùng chung một nhịp đập tràn đầy nhiệt huyết. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thảo và Ban điều hành, Thảo Vi Group nhận thấy đây vừa là cơ hội vừa là thách thức, biến thách thức thành cơ hội đẩy sự phát triển nhanh chóng, đạt đến đỉnh cao, mang lại những giá trị tốt đẹp chất lượng đến cho khách hàng tất cả, đã tạo nên một năm 2022 với sự đột phá kỳ diệu. Thảo Vi Group bất ngờ vượt kế hoạch, doanh thu tăng trưởng 60% so với năm 2021, bước phá với 928 đại lý mới gia nhập hệ thống và vẫn đang trên đà tăng trưởng mạnh, đạt chỉ tiêu đề ra số lượng 5.934 đối tác, trở thành đại lý và nhà phân phối của hệ thống Mọc Liên Hoa và Ultra Sport chỉ sau 5 năm phát triển. Năm 2022 cũng là năm bước phá của khối đào tạo ngành làm đẹp Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Thảo Vi, đã hoàn thành tốt trách nhiệm dẫn dắt và là cầu nối cho hàng trăm học viên, giúp họ thay đổi và trở thành đại gia của chính mình. Khi bước đến ngành spa, Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Thảo Vi luôn chú trọng đến chất lượng đầu ra, đào tạo toàn diện. Chính vì thế, Thảo Vi cán mốc 1 triệu khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại Thẩm mỹ viện trong năm 2022. Bằng những hoạt động truyền thông sáng tạo, Thảo Vi Group mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa đến với cộng đồng ngành làm đẹp Việt Nam, mang thương hiệu Thảo Vi Group đến gần hơn với quý khách hàng, liên tục khẳng định tên tuổi khi tổ chức thành công sự kiện Đại hội Thảm đỏ ngành thẩm mỹ Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 vừa qua, tiếp nối chuỗi sự kiện đình đám khi mở ra khóa đào tạo chuyên gia nam gia đột phá vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, thu hút sự tham dự đông đảo của các chủ spa, bác sĩ da liễu trên khắp cả nước. Nếu khởi nghiệp cần một bệ phóng, tôi sẽ là người dẫn đường. Chủ tịch Thảo Vi Group đã thực hiện được những điều đó và đã tích cực tham gia các dự án vì cộng đồng, tiêu biểu là chương trình TechFest Việt Nam năm 2022. Các hoạt động thiện nguyện được thực hiện xuyên suốt trong năm, phải kể đến chính là 7 chuyến thiện nguyện mang ý nghĩa to lớn. Cụ thể vào ngày 20 tháng 7, Thảo Vi Group đã phối hợp cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã trao tận tay những phần quà cho bà con người Việt có hoàn cảnh khó khăn. Cũng gần thời gian đó, vào dịp Tết Trung Thu năm 2022, Thảo Vi Group đã cùng với Công đoàn Sở Y tế trao 42 suất học bổng, 37 suất khen thưởng cho học sinh giỏi ngành y tế với tổng số tiền lên đến 119 triệu đồng, khích lệ tinh thần học tập cho các em. Và đó cũng là món quà ý nghĩa nhân dịp Tết dành cho trẻ em. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Thảo Vi đã trực tiếp tài trợ thuốc và tặng quà cho người dân tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trong chương trình khởi động chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2022, Xuân Ấm Áp, Yêu Thương và Sẻ Chia. Ngày 21 tháng 12, Thảo Vi Group thực hiện chuyến thiện nguyện cuối năm tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Dòng Thị Đam với 500 phần quà là những chiếc xe đạp, ba lô và áo đồng phục, định hướng đi theo con đường đúng đắn của ban lãnh đạo. Những thăng trầm và thử thách rồi cũng qua đi, chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc và những dấu ấn vinh quang được ghi lại. Một chặng đường năm 2022 đã khép lại, qua năm 2023 khởi đầu cho sự khai phá, quyết tâm, quyết liệt, trở thành biểu tượng nhan sắc cho cộng đồng, mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho từng quý khách hàng. Năm 2023, một chặng đường mới đang dần được mở ra, hàng loạt các dự án tiềm năng đang chờ đón được triển khai, xây dựng trụ sở chính, ra mắt thương hiệu làm đẹp mới, đẩy mạnh đào tạo hệ thống, chuyển đổi số và bán hàng đa kênh, đưa công tác thiện nguyện vào chủ trương hoạt động năm 2023.
80 nhân viên, 5.934 đại lý, nhà phân phối, hơn 6.000 trái tim cùng chung vận động, chung chí hướng, đồng lòng, cùng nhau phát triển và đầy nhiệt huyết. Thảo Việt Group đã sẵn sàng cho chặng hành trình tiếp theo, chặng hành trình vươn ra biển lớn để chinh phục những nấc thang thành công trong tương lai. 2023, năm của sự chuyển mình, bứt phá vươn cao với những tham vọng chinh phục ngành làm đẹp Việt Nam. Thảo Việt Group, bạn tự tin, tôi tự hào.